ngồi si kim lưng cổ. Tuy nguyên ra thấy trong cuộc đời này, rồi khắp tất cả bao la thế giới bằng một hành tinh tâm linh ký đại. Thấy chúng sanh bá tánh đang bị đọa khổ, bị trời răng đe khắp trả quả, tới đây dập dồn không biết bao nhiêu là nói hết, làm sao mà mình ngồi yên được. Cho nên bần sĩ trước tâm tư một lời này để cùng quý vị an ủi phúc chót, và cầu xin Phật Pháp ban phước lành cho chúng sanh được ân huệ cuối cùng thức tỉnh hồi tâm để hướng thiện. Vì lẽ đó mà không lẽ bần sĩ nói hoài hay sao? Trung nguyên này đã hết rồi, gần giáp mí đến thế kỷ rồi, cuối. Cho nên hôm nay xin kính gửi tất cả quý vị bạn đọc giả cùng là các nhà triết học văn thi thơ này một mạc, xin cáo lỗi và quý vị thông cảm và xin lỗi toàn hết trong tôn giáo. Trong đôi lời này, vì trời Phật đã đặt định cho bần sĩ là một người điên khùng, điếc dại, có mặt ở đây đây, như thế như sanh bá tánh trong một cơn này quỷ diệt bằng một cách đau thương thảm não, cho nên bần sĩ mới rớt lệ tràn. Trong lời tựa hôm nay, trong một nguồn thơ, ta khóc cho ai, ta khóc cho ai, tại sao ta phải khóc, có nghĩa là ta khóc cho ai, mặt bên kia tại sao ta phải khóc, hai bên. Vì lẽ đó cho nên hôm nay bần sĩ muốn nói lên đôi lời. Giờ thanh tịnh trong bụi trưa về nơi am văn, kính nguồn thơ bằng nhân gợi đôi câu. Khóc thảm thương cho bá tánh trong quả địa cầu, đây phải khổ chung đầu vào hố thầm. Giờ thanh tịnh ta ngồi suy gặm, cầm bột nghiêng nghĩ gặm như sâu, tỏa dần thơ gửi cốt nhục đồng bào, tay ta viết những nghẹn ngào chưa được. Đã xuống đây mấy đời, bao năm mấy lượt, khuyên đạo đồng ráng vượt qua bờ, trễ hết rồi khổ sở chưa. Người không hiểu hiện giờ còn đắm đuối. Bần sĩ khóc, khóc cả ngày cả năm tháng giảng dài trong vui, khóc cho bá tánh nhân loại bị suối ơi biết chảy cuồng phong, khóc cho người mãi long đông rồi đi mất dòng, mất cơ dòng làm sao. Bần sĩ khóc bên đau khói lửa, kể từ đây nghiêng ngựa địa cầu, mà người đời có hỏi tường đâu, ta khóc khổ buồn sầu cho nhân thế. Khóc ma quỷ còn lầm mưu diệt kế, khóc cho cuộc đời tàn bộ phế ở chuyện đạo nhân. Chưa về tỉnh liễn hôn thân, bằng ngồi khóc khổ một lần này thôi. Khóc cho trần hạ chết rồi, đâu còn gì nữa mà ngồi nghĩ suy. Buổi trưa nước mắt lâm ly, khóc đời tận diệt rồi nẻo từng khi ra rời. Ta khóc khổ cho cuộc đời say mê đắm, khóc cuộc hành trình xí gặm không thông, khóc cho giống lại giới dần rồi đây phải chịu não nồng gai quân. Khóc cho kẻ đói không được bữa cơm nó, làm sao mà được chuyện trò này mới. Khóc cho bá tánh cho chúng cõi trần ái, còn mơ còn mất còn dài của trần. Bần sĩ xuống thấy khổ không biết khóc mấy mươi lần, bây giờ ta khóc toàn phần hiện dung. Nay mây đến, sấm nổ đùng đùng, rạng rồi các bậc anh hùng sĩ vô. Phải cố gắng, thề nguyện tu nhất một, đem giống dòng đến giường cột năm băng. Nghĩ si đừng để dở gian cuộc cờ gần tới, rồi cảnh nam bang gần về. Phải biết tỉnh, đừng có mê, đừng có làm hề khổ lắm dân ơi. Thắng ta là gặp được Phật trời, đừng dùng sức mạnh dễ thời mà chi. Mạnh lực bên ngoài sẽ có hoài nghi, bên trong có Phật từ bi hộ mình. Dùng sức mạnh ở ngoài chi, kẻ giặc người rình, kẻ bị thất tình rồi lại âm mưu.
Sức mạnh ở ngoài làm chi mà kẻ hoáng ngờ thù, thà ta tố niệm muôn thu an lành. Sức mạnh ở bên trong đó, sức mạnh hiền lành, bằng tâm kiên trì nhẫn nại, tâm thanh mới màu. Sức mạnh của trời ta đạt được cao số, ngày nay bần tặng đôi câu mỗi người. Khóc ba tánh không được vui tươi sắp đến, dù có thương có mến cũng xa. Khóc cho anh chị chú bà, rồi đây gia quyến ông bà cách nắng. Thấy chưa được tròn trắng đã mất, hiện giờ này ngây ngất khóc ròng. Khóc cho tổ lại giới tông, khóc cho tôn phái giống dòng lạc nhau. Khóc ba tánh, đồng bào đâu có biết, bần khóc đây nước Việt nhà tan. Buồn thay chưa được khải hoàng, thì dân phải chịu tội tàn xa trốn. Bão sắp tới, mưa to quá lớn, dễ dùng rồi không tận. Hay sao? Biết đâu mà nói mà gào, tình thương dân tộc đồng bào cần bến. Giờ ta khóc rỉ rên chi xiết, khóc cho người tay điếc mất lơi. Phật tiên không chịu tôn thờ, đem mai dưới quỷ dựng cờ gầm bên. Tình thương ấy không có thèm nghĩ tới, cạnh đuôi chen thế giới loạn quần. Kể từ đấy phải chịu rưng rưng, đừng nói nữa gian rừng đồng biển. Ta đã khóc rồi nguyện cầu, thâm viếng ta nguyện với Phật trời. Sức hiện nay mới diệt người soi đã trong gai, để người niệm Phật trường dài sao còn. Ta khóc khổ mót bòn từ chút, khóc cho tình cốt nhục sắp xa. Đâu phải khóc đây khóc quỷ khóc ma, hay là mất cửa mất nhà thiếu châu. Giờ thân tình ta hầu suy nghĩ, nước mắt trời rến rỉ ạt ào. Nghĩ lại đời không biết làm sao, người còn kẹt kẻ cao người thấp. Tâm không tình còn lỗ cố chấp, có lỗi làm không tu gấp đằng nhờ. Cuộc hành trình sâu quá mộng mơ, ngồi lật bản đồ thơ thấy rõ. Bận sĩ tu không cần chuông mỏ, mong làm sao gỡ rõ nỗi cuồng. Thương chung sanh còn kiểu ức giận, ta bần sẽ điên cuồng còn khóc khổ. Khóc cho tới lông hoa gần chỗ, khóc cho đời đừng thành nổ sân si. Tự dày gặp cảnh văn nguy, cho nên ta khóc trăm kỳ trắng tay. Khóc sao bác tánh còn giấy nợ thế, đến kết thúc đời còn làm kế yêu ta. Bảo người kia nói Phật Thích Ca, bỏ tất cả cửa nhà lo tu niệm. Bỏ hung dữ lòng mình kính liệm, bỏ đi người âu yếm ở lại bên trong. Ngày nay tu dòng bận ngồi lấy chạy khóc mi rồng chưa ngưng. Thấy thế sự làm sao ta vui mừng cho được, kẻ ăn ngán nói ngược còn đầy. Cớ trời chuyển động không hay, cảm thương cái lỗ ta thấy yêu thầm. Mặt lứa hết vậy mà đâu có biết, ta cho hai ta viết một bài, gửi ở trong rồi gửi ở ngoài, kêu ba tánh răng mực mài cho dèn. Nếu anh hùng đừng để ngày mai hổ thẹn, nếu kẻ tu rồi cho vẹn niềm tu. Rạng rồi trăng tỏ mờ lưu, rạng rồi kêu bậc sĩ nhu sắc đèn. Tu thanh tịnh không có ngợi ai khen chê bới, mong ta tìm về tới Như Lai. Việc bên trong rồi việc bên ngoài, dùng sắc tướng hộ lai hoài hết. Mau thức dậy để rồi đoàn kết, nghĩ si cùng rồi hết cảnh hà quân. Kêu thôi đừng giận đừng hơn, hòa trong nhịp thở trong cơn khốn này. Bần sĩ khóc ở đây đó, khóc cho họ cho hàng, cho năm châu bốn bể cho giá vàng của ta.
từ đây mồ mã phải xa chết vì chất đất chất đà thế. Như thế đó mà không có về tiếng Phật, đắm đuối sai tài vật tham mô. Nhau chơi dưới đứa côn đồ chắc rằng sẽ bị nấm mồ chôn xương. Bừng chỉ khóc, dạng đường nhiều nẻo, khóc từ đây cuối năm mẻo ra cho. Dân ơi đâu có chiếc đò mà chờ mà đợi mà lo làm gì. Ta còn đây ta ghi bút sự để cho trò tâm tự huệ khai. Kêu người mau đã chuyển lai ráng tu rồi nói dấu Phật ngày buồn sớm. Sắp tới đây rồi ai sờn giái vị trí, sắp tới rồi ai bị lao lung. Ai tiên ai Phật ai giải ai hùng, sống đi rồi biết với ngài cùng rồi chứ. Giờ đừng hỏi làm chi uổng lắm, một mình ta mua sắm đức ân, ngồi tu chánh pháp bí đạo, gần vừa to cho xóm mỹ tạo, chiều tầng không sâu. Bần khóc khổ cho đồng bào ba tánh, kể từ đây cái cảnh đổi rồi, vì tình thương mới nói đi thôi. Khóc quả lần quả nghiệp nhồi vô kề, khóc mãi mãi chan dầm ngấn lệ, mà cảnh hồng trần bỏ phế không tin. Ta nay xuống thế rất tình, mà sao đồng đạo tình huynh xa liền. Thương bá tánh cách chia tôn phái, thương bá gia ỷ lại sang giàu, thương hồng trần sắp chìm xuống đáy âu, thương cốt nhục ngày nào rồi ra mất. Nếu nghe bằng tình thương đem cất, ráng đi người là bảo vật đó thôi. Buồn ai lý đạo ta ngồi mắt, trời rơi lệ ôi thôi dần về. Có khi chúng sanh bá tánh còn quá ê chề, rồi đây lóp lóp bề bề gãy đi. Máu tuôn như thể suối kỳ, thấy phơi như gỗ ly bì ngổn ngang. Chưa có tận, còn quá ngang tàn, còn hung còn dữ còn lững bàn yêu ma. Chưa có buồn chưa thấy ngon suối của quan hà, đây rồi trôi hết cửa nhà cao sơn. Chỉ một phút sẽ đuổi tàn ra tro bụi, chỉ một giây đắm đuối quỳnh tiền, chỉ một giờ nổi bọt biến thiên. Đang nghiêng đổ rồi đang lập liền ngày Phật tới. Ta đã nói hoàn cầu thế giới đáng siêu tầm rồi, hỡi tường tri đợi đã sắp thế gian nguy thì đừng có vòng vòng cao chi bớ người. Bằng đau khổ lắm không có tư như quý vị, đau khổ cho dân lành sẽ bị lao lúng. Nay mây sấm nổ đùng đùng khắp trong trần hạ, ngài cùng bó tay. Đâu có được cái gì mà nói ta dở tay, ta tròn ta méo rồi ta thầy ta. Trời định diệt hai mùa đổi tiết, vì bằng thương bằng giết một bài, để gỡ thâm bá tánh trần ai ráng tu tịnh rồi ngày mai hiền đạo. Kinh lực để tại người không hòa hảo trí, không chịu tu hành sao hiển đạo thiện nhân. Ngày mai sự thế kề gần, ta ngồi thiền định bút ngân lệ dày. Cố gắng tu đi được miệt mài nỗi sự, ngày gần bến hay chữ kia kìa. Động trời Phật đã cách chia thuyền môn bê, tắt rồi nẻo canh kia dạng dày. Hôm nay bừng sĩ có đôi lời xin nhắc nhở mà khóc ròng khóc cho bá tánh, khóc cho nhân dân, khóc cho chúng sẽ bị lộn cuồng trong nay mai, lấp điên, lấp khổ, lấp nghèo, lấp đói, lấp tàn tật, tai nạn liên miên, thiên tai địa ách. Gió không thuận, mưa không hòa để đẩy lui tất cả những đám bẩn trượt hôi tanh. Vì lẽ đó cho nên cộng chung có tất cả các bậc hiền lương và đạo hạnh tu hiền chưa đúng mức. Và tu không qua khỏi được vì họ không tự tin và họ không trọn vẹn với các đấng cách này. Vì lẽ đó thôi chứ ta không thể khóc cho ma quái đâu. Khóc cho tất cả các bậc cũng biết ăn chay, cũng biết niệm Phật, cũng biết tất cả các ngày, nhưng làm không được, đi trật đi, thì trong cảnh tiêu diệt này họ sẽ bị chết chứ. Ta thương tiếc cho mọi người quá, cũng xây dựng công trình, công phu công quả, nhưng chưa tròn,
thì phải chịu rã thôi. Cho nên hôm nay bần sĩ mới nêu lên trong đôi lời, trong buổi trưa về thanh tịnh một mình nơi quan sơn nẻo vắng, ta biết nói gì giờ tình thương khúc dục bao la trong họ địa cầu, chúng sanh anh chị em ruột, chứ đâu có ai là xa lạ đó. Bần sĩ chi mừng đôi giật thơ phúc gợi thăm tất cả, cùng nhỏ giọt một ít đời, cùng trao dần qua lý đạo, nước mắt tuôn đổ chưa ngưng được, vì bần sĩ đã khóc mãi khóc hoài chẳng ai nghe. Cho nên hôm nay xin kính mong tất cả các quý vị cùng đồng đạo đạo hữu ráng cố gắng tinh tấn thi để cho phút giây này còn lai về Phật được, vì ngài đại ân xá cho mình, còn bằng ngược lại không sẽ bị khổ lắm đó. Lời lẽ của ta đã trao dần, khóc ròng mắt chảy lệ châu ngân, khóc cho ba tánh cùng nhân loại, nay mai phải bỏ đây liên trình. Khóc mãi khóc hoài khóc nửa sau, khóc cho ba tánh với đồng bào, lắng dồi biển thầm chung mất xác, chắc sẽ từ đây biến đổi mau. Khóc để tìm người xuống âm ti, hỏi ta tức tưởi khóc điều gì, khóc đưa ba tánh về cõi ấy, không nghe lời lẽ lão bạch tri. Bạch tri lời thiệt với đường ngay, chỉ rõ từ xưa lý của ngài, đậm đà xuống bức ui mực thẳng, mà người không rõ lại chẳng hay. Chẳng hay còn mượn cảnh trần đời, khốn khổ từ giờ chúng sanh ơi. Ta khóc cho người trong đồng chung, chắc phải tiêu tan xác ra rời. Ra rời hoài diệt đống xương khô, chết hỏi quá đông chẳng có mồ. Giật dồi sóng biển là mồi cá, sông ấy ngoài kia đập nhấp nhô. Nhấp nhô lượng sóng hồi phong ba, đặng có thổ tiêu thể xác mà. Trôi nổi bạc bình trên mặt nước, thấy rồi bần sĩ phải khóc la. Khóc la cho chúng được tình thôi, nếu kẻ nào chưa hơi bị trôi, thì là tình dày theo chân Phật, bỏ kịp thế gian hơi cho rồi. Cho rồi một kiếp ở trần lao, tình dày nghe ta quá khóc gào. Khóc vì người đã chôn vùi mất, quỷ bỏ kiếp đời xuống dùng ao. Dùng ao chôn nhốt biết bao người, rạng anh trời rồi đến nghe ngươi. Một phút một giây thời gió tóc, cả kêu ba tánh hết mọi người. Quay về cửa Phật hưởng đức ân, vị trí tình thương chốn đại thần. Hiền hậu gần ta ôi dê vuốt, không có phút nào khổ lệ thân. Lụy thân gì bởi hẳn không tin, mấy của trần gian lập bùng sinh. Ta mãi thiết tha rầu khóc khổ, khóc cho ba tánh mất tình huynh. Tình huynh đạo hữu của ta đâu, tìm kiếm khắp nơi đến năm châu.
bảo lo tu niệm hoài trở lại. Nay mai cảnh khổ đến dài dầu, dài dầu mây khói sắp tung bay. Chỉ thuyền đạo nhân bút mực mai chăm lo đèn sắp đâu nghỉ nữa. Ta biết người này tựa thiên thai, thiên thai bạch ngọc đặng đời chờ, chờ người tu niệm lý phú thơ. Phỉ chí tăng bồng đâu hèn nhát, kim cung cởi ngựa đặng phất cờ. Phất cờ đại diệt chung nam bang, quyết chi làm sao giữ hội tràng. Đừng nghĩ thế trần thêm đo khổ, tu hành thoát kiếp được bình an. Nay bần sĩ ngồi thảo bút, thấy ba bên cốt nhục điêu tàn. Đời đến rồi mà mãi tình tan, cuộc tận thế rõ ràng như cắt. Ta đã biết gian cơ thất ngập, làm sao đây dẫn dắt loài người. Rút hối trần thận trọng tinh tư, mà không biết còn bài còn biên. Chữ trung tính sao không xuất hiện, lòng tham muốn thể hiện làm chi. Ta đã khuyên ba tánh không gì, đây rồi khổ gian nguy lệ dài. Đừng có nói ta thôi ba bài, chính người xưa bẻ gãy cung đàn, cho đến giờ phải chịu dở dang. Ta ngồi khóc luận bàn thuyền đạo, thấy ba tánh còn lo ông bào, đem phép màu trường giáo kiếm cung. Sao không lo hiền hậu hòa cùng, đặng thấy Phật hiện chung lập quốc. Tiền tài đó để đem giấu cất, nay mấy đây bị tật bị nguyền, làm sao về cửa thánh nhà tiên. Nay bần tỷ không yên khóc khổ, ta đã biết nguy cơ tận số, trời đã đành bộc lộ thơ đề. Dặn hồng trần đừng có say mê, tình để biết đường về gặp Phật. Ta đã nói tài muôn cánh vật, tiêu hết rồi các bậc hiền hầu. Bỏ lại đi tình giấc canh thâu, tìm cho được nhịp cầu hoa lên. Gửi thơ đạo cùng là cảm ơn, nói rằng ta sắp đến niết bàn. Ở làm chi nơi chung thế gian, thọ tội khổ hai hàng rơi rớt. Thương ba tánh khóc ròng chia sớt, tạo việc lành để cố phiền trần. Tại người đời mù quáng mê tâm, không có hiểu còn sân còn nộ. Ta lãnh lệnh xuống đây cầm sổ, cùng lời thơ bối ở bổ cho đời. Vậy mà người cứ mãi la lơi, đã kết thúc còn nháo chơi bương. Mấy kiếp rồi bảo dân đừng dương, xa
xa để đi khỏi vướng đau sầu. Ta tìm về giải thoát đâu đâu, để rước chúng qua cầu bể ngàn. Nay đã đến biệt mình mất vàng, dù cởi khó chim nhàn lạc bầy. Xưa ta trần cho chúng được hay, không có hiểu quấy rầy các bậc. Nay đến lúc thế gian động nực, đâu có còn nghị lực để tầm. Cả tiếng kêu cô bác xa xăm, cùng nhân loại sai lầm trở lại. Chiếc thuyền nọ ta còn cầm lái, nức bão giông chút nữa mới hồi. Tỉnh đi người khỏi bị nổi trôi, còn cái lợi làm mồi cho thú. Lời chân thật sáng đi chăm chút, ta khóc rồng ma thú gần kề. Nó xé tàn xác thể đam mê, để dẫm nát muôn bề thành phần. Nay bần sẽ xuống đây cô dân, tạo cho đời tinh tấn nhiệm màu. Vậy mà người có biết tường đâu, tưởng hát dạo đôi câu xin xò. Ta khổ lắm không chuốn không mò, đem lý chân hiểu rõ khắp trời. Dùng danh từ bần khổ tả thứ, để khắc phục từng lời từng tiếng. Mong trời Phật nấy mây sức hiện, tạo mỗi điều của cảnh dân tình. Ta than buồn khóc khổ rung rinh, biết trời đất không tình dung thương. Cây đại đạo khô khan không tước, tội bồ đề bạch tự không kề. Muốn tu hành trực chỉ hồi quê, thì phải việc nặng nề tâm tánh. Bốn tử thần thấy rồi lấp lánh, trời định nay mai đổi cảnh thiên. Cả tiếng kêu ba tánh làm hiền, cùng vạn quốc tứ phiên nhân loại. Chắc phải chịu có nào tránh khỏi, đuốc của trời sáng trôi khắp vùng. Ngay bây giờ chúng mãi lung tung, còn dở loạn rồi điên rồi chết. Phải đền tội quân tàn cho hết, lót đôi nghèo bệnh tật khóc đồng. Lót thì ta bị khổ lòng đông, lọt mất dông mất dòng thân quyến. Lọt cướp bóc quậy ma xuất hiện, lọt tạo ra nhiều chuyện mưu đồ. Lọt cửa nhà gái đổ không tô, cảnh hoại nát lắm mồ mục mạc. Lót đọa khổ không hề giải thoát, lót đời tàn chúa chắc nhiều điều. Không đức lành bị đám tà yêu, không có thoát ít nhiều phải lành. Bần sĩ khóc biến thiên đổi cảnh, giờ ta đây không rảnh siêu tầm. Ngồi tham thuyền quán định tu tâm, đâu có rành mà tầm thi phú.
còn chút đây người nên chăm chút, đừng có mê để lộ đau sầu. Bần hèn giờ khóc khổ canh thâu, còn khóc mãi địa cầu sắp ra. Khóc cho người ôi thôi quý giá, khóc cho thân xác rã tan dần. Khóc chừng nào lập lại đời tân, khóc kết cuộc mây dần ô ám. Khóc màu trời nay mai ám đạm, đất thảm sầu, trời xám màu đen. Bà định chung đừng có đùa chen, nghe ta nói rồi rèn trôi thẳng. Giờ thanh tịnh buổi trưa thanh dân, lắng lòng mình xíu đặng thơ đề. Thăm bà con chung lối cùng quê, nếu có tình thì về mau gấp. Thức dậy đi ngôi trời gần sập, để coi đời trời sắp thế nào. Khuyên dân lành không tỉnh làm sao, cứ chui mãi dưới ao bùng thầm. Ta đâu biểu người thương trình bầm, cứ lo tu sĩ gẫm lại mình. Đừng đua đòi trần hạ đẹp xinh, sáng còn đó chiều thời cháy rồi. Thương ba tánh dạng dài trong bụi, còn âu lo cầm cội điên cuồng. Cuộc hành trình lắm sở triệu muôn, rồi cũng mất cũng tuôn ngấn lệ. Ta đã khuyến đời tàn gần kế, người không tu bỏ phế không nhìn. Đến đây rồi sấm đã nổ thinh, phải tuyệt vọng bỏ mình nơi biển. Nay thanh tịnh ra bài thể hiện, cùng khóc cho nhân loại không còn. Cuộc hành trình lạc mẹ xa con, nhìn trái đất không còn lâu nữa. Bảo ba tánh hai đường chọn lựa, đường nào về cảnh giới Phật thầy. Đường ngục âm chôn ấy bùa dây, hai cảnh ấy chọn đi có một. Lọt trở lại mấy nhà ta dột, để rồi nương tìm phước đức lành. Hàng phục mình đừng để nảy sinh, tạo việc ác cam đành phải lành. Đừng xưng hô giờ này ta rảnh, còn cao sang bỗng bảy cao cầu. Ta về triều quỳ xuống đằng tâu, xin Thượng Đế tóm thâu tất cả. Nay phàm tục không lo mà trả, nợ còn đầy ôi hả làm sao. Xin kính khuyên ba tánh đồng bào, quên lời thề ngày nào hẹn ước. Đừng có nghĩ ta tu cho được, ráng làm lành giải trượt tầm thanh. Dù cách xa cối bãi đầu gành, phải giữ ánh đạo lành cân bằng. Nợ tiền kiếp cũng như đá tàn, giác ngộ rồi ôi hỡi không còn. Biết tu hành nghiệp lực mau mòn, đâu còn nữa toan gian ngấn lệ. Ta tá bút đợi tàn bóng xê,
khuyên người lành kinh kể sớm chiều. Vậy mà trần cứ mãi quan liêu, không có hiểu còn quỷ thiêu lời nói. Cứ nghĩ ta là người thầy bói, đến kiếm cơm nói dối xin tiền. Khá cười cho ba tánh không duyên, nào có biết thiền tiền sức thế. Ta khóc khổ tương dòng ngấn lệ, nào có yên chính ở bệ cung thần. Hạ phàm rồi nguyện độ quan dân, người không hiểu không cân bình đẳng. Nay đường đạo ta đây thấm mặn, phúc lui thuyền căng dần rồi giờ. Đạo sĩ nghèo phải ráng mà lo, bèn dớ sách đi ôm thức dậy. Mày trí sáng ta đây mơ thấy, dựng gươm lòng chém gãy tặc tà. Để làm chi trị lạc xa quan, rồi cám dỗ tinh bá ta mất. Dặn đạo sĩ coi chừng bị tật, đời Mã Dương thấy hết đầy đàn. Lượng đảo trời rồi hãy bình thân, thức tỉnh đạo đừng than thở nữa. Ta khóc đây trời đã mở cửa, thả yêu ma chọn lửa báo trần. Sợ lời người yếm cổ minh tân, nghe sang giả khinh bần trọng phú. Ta sợ đạo không lo chăm chú, mới khóc chồng cô chú cách trời. Ta sợ người còn chiều ta thơ, đã mi kiếp nhiều đời không biết. Giờ gần lui bài này ta viết, gửi tình thâm chung huyết chung bầu. Nói rằng ta không được ở lâu, trời tóm lại rồi thấu rồi giữ. Cùng chung phận cùng nơi một xứ, trời quỷ thiêu đáng tứ bồ đề. Tâm của mình nảy nở xum xê, óc quá sáng thì kệ thấy hết. Đường chân đạo ta nên mê mất, nguyện thánh thần đến chết cho rồi. Vinh làm chi nhục cũng bị trôi, kết liên đạo rồi coi Phật hiền. Ta nay nói ra thờ phổ biên, tạng lờ rồi còn tiếng sau cùng. Trần hạ ơi sắp phải chết chung, trôi ra biển hải hùng nào rõ. Sát tư tốt làm phân cho cò, người hiểu không có rõ chút nào. Ta ngồi buồn nhìn thẳng trăng sao, mây sắp kéo đổ màu đen tối. Đến kết cuộc không đường không lối, để cho người bất thối nan cầu hết rồi. Vì bị say mê, nẻo thánh tiền Phật vẫn không về. Nơi ngục thảm tràn trề đi xuống, lời thơ chốt ta đây chịu chuồng. Nước phong ba cuồn cuộn dập dồi, lượng sóng thần sắp nổ tràn thôi. Cao như núi cuốn lôi lầu cát, đây giờ chót tạo ra tiếng hát. Lý phú thơ ngạo ngạt khiến trần, tình để lo tu sát hồn thân. Để tầm lý của bận hòa giải, tình để biết rồi tâm hại.
bỏ thói quen bạc đãi ngày nào, trở về miền thương đạt cao sâu. Đừng có ở nơi ao bùng thầm, bỏ thói trước dân hô trình bầm. Xua nịnh thần không gẫm không si, hãy ai cáo danh vọng vậy thì tua nổ nức rồi thôi mừng hỡi. Kẻ đôi khác ôi thôi khắp khởi, hèn hạ kia không hỏi không hăng. Tập tánh chân trí ốc tràng hoàng, ngày Phật lửa lập tràng tiếng tròn. Cả kêu hết húng nô cái bọn, mau vì trời đã tha mình. Còn bằng không cái đất rung rinh, lùa đám quỷ ma tinh nhốt hết. Ta khóc đây người ơi sắp chết, đời nguy cơ chưa hết đêm tàn. Đừng có buồn rồi lại hỏi hay, suy nghĩ kỹ lầm than mấy kiếp. Nay cơ hội ta còn có dịp, vì trời say bần xuống hồng trần. Lội để tầm cứu độ quan dân, mà không hiểu còn sân nộ nạt. Người sống đó như thôi mục mạc, xác xương đây thành cát sông Hằng. Tỉnh lại đi, nhìn bút thi văn, coi ai nói, rồi thôi ta biết. Bần sĩ khổ, từ đây náo nhiệt, khóc cho đời ly biệt thảm buồn. Ngưng nào đâu lễ cứ trào tuôn, vì ba tánh tình tuồn quá trễ. Không phải bằng cuồng điên kể lễ, nói hết ra chính bệ sang tầng. Nói để người hưởng được hồng ân của Thượng Đế sang bằng ân sủng. Ta đâu bảo người ơi dân cung, hay gần ta lợi dụng chi phàm. Quyết đem người diệt tánh tham lam, đừng say nhiễm đừng làm tà giáo. Khóc cho chúng ôi thôi mất đầu, chịu gian cơ gió bão hải hùng. Trời đang yên tắc lặng không chung, rồi dậy động trùng trùng điệp điệp. Tưởng đã hết tan dần mây kiếp, nào ngờ đâu xét đánh giang rền. Tưởng là an nồng nhiệt lại quên, kế tấp nập giang rền lừng lầy. Sống còn búa phàm ơi ráng thấy, để sang bằng lừng lấy phàm đời. Tỉnh đi người khỏi bị chơi vơi, nếu chậm bước ra rồi tan nát. Nhà võ trụ thấy rồi mục nát, mãi càng khôn mỗi phút mỗi kề. Quay đảo hoài bả tanh tái tê, đặng thường lạc bồ đề trong đời. Ta yên tĩnh ta đâu có sợ, vì trời sai mới xuống nơi này. Dùng pháp tiên pháp Phật phép thầy, để thu hết câu cậy yêu quái. Trời bảo ta xuống đây thuyền lái, lựa dân lành hối cải ăn năn. Đưa về tiên qua được sông Hằng, về tịnh độ lạc bán an nghỉ. Tiếng thần dân còn đang rên rỉ,
cho nên ta phải bị khốn cùng. Sợ hồng trần chịu cảnh lao lung, sợ nước diệt anh hùng không có, đường đạo hạnh lý chân lại bỏ. Mê vật tài sáng tỏ sắc màu, quên cuộc đời mê bóng mơ bẫy làm sao, bỏ nhân loại đồng bào tới thả. Nợ chưa hết ta còn căng quả, nên mới ra rồng trả thơ đầy. Nói hết lời ba tánh đừng chê, ta đang khóc ủ ê sức mướt. Khóc cho kẻ gian manh ngang ngược, đến sụp rồi biết vượt nơi nào. Vừa tẩy tay rơi xuống bùn áo, ta tiếc quá cũng người nào đó. Có đức tánh có tâm lại bỏ, có kho tàng không mở đặng nhờ. Cuộc hành trình bằng đạo nên thơ, xin đảm gửi hiện giờ quý khách. Nói đò bằng nay mai sắp tắt, còn phút hơi ngọn ngạch sưu tầm. Chỉ cho dân đừng có sai lầm, đường công lý thẳng ngay bước tới. Ta đã biết khắp miền thế giới sắp đổi rồi. Dân hỡi tượng chân, đừng có mây bóng bay dần trăng, quên đèn cổ ngày nào lấp lánh. Cả tiếng kêu đồng bào ba tánh một giống dòng, thương mến chớ rồi mê làm chi tài sắc cả đời. Dầm bừa đạp Phật trời như cỏ, nay cơ đến thì người đã rõ. Trời đòi ta bảo bỏ đừng chờ, thôi hết rồi ngưng phú tắc thơ. Không còn đợi còn chờ bên ấy, khuyên mấy lượt đời đâu có thấy. Còn giơ tay đừng lấy anh hùng, cảnh mục rồi dùng lại kiếm cung. Không có biết ngày cùng quá tầng, làm người hỏi sao mà sân hận. Tự giết mình gieo trận giặc lòng, biết ngày nào cù hận rửa xong. Phải hoài tổ tông mất mát, đừng cố cậy Quan Âm Bồ Tát. Không ngồi tu ngài độ được nào, dù có kêu có khấn dường bao. Đức Thế Chí phóng hào không đặng, chúng say mê chìm nơi biển vắng. Lời ta truyền thấm mận nhiều đời, không tu hành còn lại là lời. Đã là đạo cãi trời cãi Phật, đây cũng trôi thì ôi cũng mất. Ta khóc ai tàn tật bình nguyên, khóc gần ngày không được gặp tim. Tại ở sai không yên tâm tánh, gần ngày kế Phật tiên lập cảnh. Lập non bồng ba tánh nương nhờ, lập khải hoàng thầy vẫn lý thơ. Người chết mất chơ dơ trôi nổi, có hồng lạc có ôi diền môi. Mà đạp trà xóm tối coi thường, ta khen cho cái đạo bất lương. Trời đã diệt không thường phỉ chi,
liền dưới của không lo bố thí, đem dục quăng ức tỷ giang hồ, tạo đồ chơi sắc đẹp bài phố, đây phải quỷ nấm mồ đạm cháy. Và bần đạo nói ra quýt hay, chê cùng điên ỷ lại ta giàu. Đẩy trào tuôn mất lệ âm hao, làm sao được đồng bào ngân hà. Nay ta biết địa cầu sắp ra, đừng có lo bồ mà chôn vùi. Chết cả chùm mày kêu tối thui, gom trở lại ngày thời quý đốt. Không có biết nơi nào rường cột, làm sao ta chỉ có nguyện thề. Thầy hằng rồi lại chán chê, coi không đáng cái mê sát rộ. Phật nói thiệt sân si thịnh nộ, bài đặt coi toán số yêu tà. Lợi lạc giờ bóng bẫy xa qua, đạp bồ mã ông cha tiên tổ. Công thầy đã báo năm dạy dỗ, hạ phàm trần bối bổ chân truyền. Mang kinh đề Phật thánh thần tiên, mà lỗ quỷ chơi điếm chơi dài. Nó khuây khoa đã tàn giao phai, còn cưỡng lời lại cãi đất trời. Tự xưng danh xưng tanh khắp nơi, luyện quan võ hổ phong tà phai. Ê ta giỏi khỏi cầu lại bái, ê ta thành bé gái cung đàn. Không tu hành muốn chiếm Tây Phương, không có đức muốn ăn muốn hưởng. Yêu ma quỷ tạo thờ phương tượng, để lập lè mê hoặc dân tình. Phật trời đâu có biểu tụng kinh, tạo chùa lớn phương dài rồng phùng. Ngài đâu có còn mong hưởng dùng, của phàm trần chúng đụng làm chi. Mong chúng sanh giữ hạnh từ bi, gần sáu chữ kiên trì lục từ. Ngài dạy bảo mau mau về xứ, nơi lạc ban đất Phật Di Đà. Không có cần theo đám tà ma, tạo trong phách kèn lao ca. Rồi dựng cốt cho ta Bồ Tát, làm gian rền một mặt hết rồi. Nay đến ngày quy định hiệp ngôi, ta mới nói rồi thôi ta tắt. Tại vì hỏi ta thương quyết mạch, tạo dần thơ chỉ vạch vẹn toàn. Cho con người xứng đáng lòng son, vừa hiếu thảo làm tròn phận sự. Ta đâu có chùa cao ghế bự, chốn rừng xưa bạch tự tâm truyền. Nay sống còn mang pháp thần tiên, để ta thế rồi biên rồi cứu. Tâm bạch tự thơ đề chăm chú, không bên ngoài hưởng thụ của đời. Cận giờ rồi ta chẳng thảnh thơi,
nhìn thì khóc cái đời hoàng dụ, khóc ba tanh quy về không đủ, bị ma lôi quỷ kéo đầy đàn. Khóc cho người bị cảnh lầm than, lầm y quái hình tàn tan nát. Khóc cho kẻ còn mà một mà mê vàng xoắn địa vị vi quyền, bỏ Phật trời xa cảnh thần tiên. Thật cười đỏ vô duyên kém phước, ngu si hỡi say mê chức tước. Đường đạo nhân từ khước không tâm, đây rồi đời chôn dưới địa âm. Chắc phải lạnh thù thâm phải trả, nứt cây đất địa cầu đã ra. Bần khóc tháng nay đã rất nhiều, khóc sao còn quỷ quái ma yêu. Lực thiên định thiên điều gần sự, ta khóc khổ trăm điều mỗi thứ. Khóc cho đời tự xử diệt ta, khóc rồi đây cách bạn xa cha. Chịu đau khổ vậy mà hối tiếc, ta đã khóc từ đây đến tiếc. Trần bỏ tay náo nhiệt hết rồi, khóc cho dân làm miếng làm mồi. Khóc phải lành quá nhồi vô tể, khóc kinh phú thơ thi sám kệ. Khóc buồn vui chính bể mây rồng, khóc trần gian khóc đến non bồng. Khóc đạo giáo mất dòng sơn bổ, ngày thầy về dân ngôi vi tù. Chỉ ít người thích tu học chăm, khóc cho ai đi quá lạc lầm. Chính ta có vàng cầm không hưởng, khóc đời đã tự bị không vượng. Bị lạc loài liễu lượng nhờ thân, ta khóc đi khóc đất nước quân dân. Còn khóc mãi tự tận đến diệt, ta đã khóc người đâu có biết. Khóc thâu đêm để viết thành bài, khóc cho người không quá hiện dĩ lai. Khóc cho chúng ăn mày hết rồi, khóc kẻ giàu sao làm tôi mồi. Đã ăn xin cầu tình từng người, tại ngày nào tiền của quá dư. Sanh độc ác từ từ thâu hết, khóc cho chúng không còn đoàn kết. Khóc cho trời gần hết hạ quân, ta khóc đi chí thiện không sờn. Khóc mãi mãi từng cơn ba tanh, khóc đi rồi tìm phân cố cảnh. Khóc để lo để lạnh chèo thuyền, chèo những ai trọn đảo mối duyên. Giống sơn bộ rồng tuyên nối hầu, ta đang khóc đất lạnh chim đang đậu. Khóc cho đời không hiểu cậu là ai, là tiền sinh, là các bậc các ngài, là ông lão chèo khoai thở trước. Nay trở lại từ khi nối bước, lạnh con thuyền nước ngược tay chèo. Luận thơ sinh ký nhận năm mèo, thấy dân chúng mắc eo hết sao. Ta đã khóc rồi ta đã bảo, ta đã lo cho đạo trở về. Bên thuyền trời còn mãi tay tê, nước dông bạo lợi thề chánh trực. Ta đâu có tiền muôn cấp bực, không chùa chuyền không thế lực hộ kỳ. Chỉ có tiên có Phật trời ghi, hoàng lãnh thổ ta có gì mà sợ. Ta
khóc khổ cho người quần trí nhớ, nhớ rằng ta trả nợ nhiều đời. Chèo lời qua rau khắp người ơi, từ thịnh thị thôn quê sàng giả, nay trở lại thân ta già cả, hết thơ rồi vẫn đã biết không. Không áo quần chỉ dẫn xà rong, chèo thuyền nổi lông đông cát, cả đi kiếm tìm người giải thoát, cùng đại căn tỉnh giấc say nồng, bơi về miền giáo lại Phật ông. Này ba tánh giống dòng hồng la, nay đức cậu dùng lời ca, phàm khinh khi quậy nát tiêu điều, chê đức ngài quỷ quái ta yêu. Thương ma quỷ như rìu nước cuốn, ta xuống thế đâu giờ hãm muôn, cần gần ngư chiều chuông một điều. Chiều làm sao người biết thương yêu, cùng thống nhất nước nhà đại quốc. Tình thương đó giữ thôi chớ mất, ta luôn chiều hơn bảo vật trân châu. Có từng điểm thức dậy đắp đầu, thấy quả báo gối đầu trong tức khắc. Nhịp cầu đó chính tay thầy tổ bắt, ta trở lại ngày này thắt ngặt lắm người ơi. Từ bến mê sang đến ngôi trời, ta lặn lội bao đời mấy kiếp, nãy nói lại từ bi cái dịp, đưa chúng sanh kiếp kiếp phản hồi. Bà định chung mộng ảo người ơi, ta đã biểu nghe rồi lại bỏ, để sắp tới tan dần ối cây cỏ, người còn đây chớ có còn đâu. Phải nghe ta lu lốt đuôi câu, thì dân chúng không sầu không khổ. Ta đã bao ngồi yên một chỗ, mình là người biết tổ biết tiên. Nặng hai dây chánh giáo đạo truyền, cùng ba tánh cùng mỗi viện một xứ. Ta đã biểu khô khăn cứ tưới, nực bóng đà về xứ Như Lai. Không có nghe còn mắng còn này, thì ông lão kia chạy biến mất. Dòm kỹ coi có tàn có tật, hay già nua tóc đã bạc màu. Mấy kiếp đời rồi thấy trăng sâu, nay nói hậu đồng bào không rõ, tại không đức làm sao mà ngó. Bị mù lòa hiểu rõ những gì, ta xuống đời núi hậu từ bi, bằng giáo bút thơ thi văn phu, ai có trí hiện giờ chấm chú, thì ráng tu tính tốt trong lòng. Gần ngày về quý tổ hiệp thông, chờ sẽ thấy đức ông trở lại. Lời căn dặn đừng nên có cãi, đối với trần đừng bạc đãi khinh khi. Dù tật nguyện đối lạnh ra chi, thì ta đó thấy đi rồi biết, nãy sắp tới địa cầu khô kiệt, cậu còn ngồi náo nhiệt nội niềm. Ta khóc ròng ối hợi từng đêm, khóc bá tánh nhiều điềm sắp tới, lót giặc giả nơi miền thế giới, lót trời trô đẳng có tạo thân, lót ngọc hoàng khiến phải chiến tranh, ngay bắt buộc ra bệnh tiêu mất, lót đối khổ lót bệnh tàn bệnh tật, lót dịch ôn xuất huyết đầy đường. Phong cảnh này thảm não thê lương, ta cứ khóc dạng đường lắc lèo, khóc
trái đất không tròn lại méo, chả làm hay biết nẻo nào về. Khóc cho trần lòng dạ tái tê vậy mà chúng còn mê mệt quá. Khóc cho kẻ còn thù nhân cá, ta chỉ đường tòng bá không về. Khóc cho đời sau quá ủ ê, thấy sắp chết ê chề lai lan. Khóc cho đạo mất đi tình bạn, tại mình không hằng học như người. Cũng sách đèn, phước ấy không dư điểm không có, hoài người phải cách. Ta chỉ rõ ngọn ngành quyết mạch, giữ đạo trời đừng tách đừng rời. Nghĩa tình huynh cốt nhục dèn nơi, phải chung thị như lời thầy dân. Đạo hòa hảo đông tây lỗi lần, khắp bốn miền trong trắng thành thần. Đạo lầm người chớ có nành tranh, hòa chi khí nguyên cơ thành đạo. Hảo tâm đó giúp người ngay thầu, lúc sĩ di đối khổ đầy đường. Hòa đặng lo kiếm chút tình thương, hòa nhân loại lập trường chánh giáo. Ta đã thuyết hai danh hòa hậu cho người tường hiểu đạo của thầy. Rồi giặc loạn ma quái có gì, giữ cho chặt đạo thầy đến chết. Một đời thôi chúng ta đoàn kết, chỉ một đời một đạo đến cùng. Mặc cho đời đối phó lạnh lùng, ta thề chẳng trời chung cũng đổi. Bụi dân nguy sống đâu có nổi, ráng hài hòa tôi mọi tầm về. Chung này đây là chỗ u mê, thôi bận chút rồi kề phủ giang. Trong giờ này bần sĩ xin kính thưa chư quý vị, cùng là tất cả các bạn đạo đồng trong phái Bùi Sơn Kỳ Hương. Mần không có xưng hô tán tụng đâu, chỉ trích trong những đôi lời gợi lại người xưa, đó mà thôi. Tùy tất cả quý vị, nếu quý vị có trí ráng tri, có tâm ráng biết, có thì ráng lo. Ngày nãy ta đợi chiến đò, du dương sông bể hát hò réo vang. Mặt bá tánh trần đàn lưu liếng, xuông ta bơi cầu nguyện đưa về. Còn bằng không giả chẳng tay thế, gần cặp bến bồ đề phương cạnh. Ta đã thấy hào quang lấp lánh, thay đổi trời biến cảnh trần gian. Cả tiên tiêu cô bác hội đàn, cùng anh chị xóm làng quy tụ. Hôm nay bần sĩ trong buổi trưa về thanh tịnh, tiếc lại những lời người xưa, thấy cũng hơi buồn, dạ quá tay tê. Vì lẽ đó cho nên xin tất cả quý vị thông cảm trong một ngày. Vì bằng phải khóc, khóc cho ai? Tại sao ta phải khóc? Có nghĩa là khóc cho ba tâm, khóc cho nhân loại, khóc cho đồng chủng, khóc cho mối đạo. Tâm phái Bù Sơn Kỳ Hương bị lạc quan, bị mất mát, bị tách trời hàng ngũ, thì làm sao quy tụ được về Sơn Khê Bọc Đạo? Vì lẽ đó cho nên ta phải khóc. Ta khóc đi, khóc dông khóc dòng, khóc Nam Việt lạc hồng chia rẽ. Ta khóc đi, con kia xa mẹ, nào khóc đâu, mắt mẹ tư cừ. Ta khóc đi, khóc hãy cho người phước đức độ không dư khổ lắm. Ta khóc đi cho người si gầm, tại sao người không tâm ma? Ta khóc đây phải khóc phải la, khóc cho được quy hòa viền môi. Ta khóc đây khóc ôi tìm lối, để giải sầu cứu cảnh nhân tình. Ta khóc đây chẳng phải âm xin, khóc cho chung mất tình lân thuộc. Ta khóc bảo lục nghị người buộc, tối hồi nào ráng chuộc tu hành. Ta khóc dân Nam Quốc không lành, sao bảy triệu đậu gành cuối bái.
ta khóc đây khóc người đã cái. Còn xưng hô tăng tụng cao siêu, ta khóc mời trưa lại thêm chiều, ba khắp đó khóc hoài cứ khóc. Ta khóc đây loài người nắng nhau, tầm phân coi trách móc làm chi, tiếng khóc trời phải chịu biệt ly. Khóc rồi hãy từng khi tự giả, ta đã khóc đất đai sắp ra. Hoàng lãnh kia ôi hả không còn, ta khóc rồng mất núi mất non, biển sắp cạn hòn kia lật mất. Ta khóc đây người mang tàn tật, khóc đạo tâm siêu bậc thánh hiền, đặng ta đưa một chiến đò tim ta còn khóc triền miên ước lệ. Ta đã khóc mà còn kể lễ, khóc sớm chiều kinh tế phu thơ. Ta khóc đây đi đợi để chờ, khóc nước Việt hững hờ qua xa. Ta đã khóc gian dậy tông bá, khóc cho đời quả trả chưa xong. Ngày hôm nay sắp mở mây rồng, ta phải khóc tổ tông nghiệp lại. Hôm nay bần sĩ phải khóc. Cho nên cái lời thơ này, tại sao ta khóc? Tại sao ta phải khóc? Ta khóc cho ai? Vì lại đó cho nên, quý vị có nghe đừng có nói bần sĩ điên cuồng, tội nghiệp lắm. Mà có nói cũng được thôi. Vì không ai mượn khóc mà ta khóc dùm cho đó. Vì lẽ đó cho nên hôm nay xin kính mong tất cả, trước quý vị ở miền xa gần cũng vậy, sau cùng đồng đạo khích bên của bần sĩ phải ráng cố gắng dồi mày kinh sự, bỏ tất cả những gì buổi trước đi để thay đổi cho lẹ mà. Còn một phút giây ngắn nữa thôi, bần sĩ đã hết thơ hết tiếng nói nhiều quá rồi. Vì lẽ đó cho nên hôm nay mong cầu bà tánh rắn thiện lương, hoàng lương lẹ làng để trở về Phật, gặp ngài, vì đã đến bên rồi. Bần sĩ phải nói gì hơn nữa đây? Ca ngâm lý thơ tuyệt vời, đem tất cả lời lẽ này để gửi khắp tứ phương hà hải năm châu bốn bể thì còn gì nữa. Cho nên hôm nay thôi, tất cả quý vị cũng an tâm rồi đó. Ráng cố chi nguyên cho mình và ráng giúp đỡ để mình ráng cứu mình đi. Không có kịp đâu. Cho nên hôm nay đừng bận lòng nữa. Ta có buồn thì ta cũng than thở một mình thôi. Nên thơ phú thi tạo lại một việc để an ủi mình trong một ngày này đang cô đơn quạnh quẽ. Nhưng không, không có cô đơn đâu. Không cô đơn đâu. Vì bao nhiêu cảnh du hành đi gần ta mà. Khi ta đã làm và lo cho tất cả các đấng, thì các đấng các ngài phải sát bên để gia trì gia hộ mà thôi. Xin tất cả các bậc tu xin đừng sợ rằng mình phải cô đơn. Mình phải lặng lẽ, mình không ai bên vực mình hết. Không có đâu. Vì trời đất đã bên vực mình, không thể bỏ xa mình đâu. Kính mong tất cả quý vị ráng, ráng tạo lại phúc duyên lành để ngày sau hậu hưởng. Đừng có buồn. Nghe lời bần sĩ đi. Bần sĩ thương mến quý vị vô cùng đó. Bần sĩ xin chết thế cho tất cả đồng bào bá tánh dân. Bần sĩ xin nguyện bỏ xác này để gánh cho tất cả chúng sanh bá tánh mọi việc mà trời không cho. Phải cho là bần sĩ đã gánh liền. Thấy không? Hay như vậy đó. Thôi được rồi. Giờ thánh tình, giờ thánh tình cầu ngồi gần đồng đau. Đó là ai? Là Hòa Hảo phái Bồ Sơn. Ta gần ngươi, ngươi có biết chỉ chớ sờn. Ta gần đó còn hơn là ngâu. Ta trở lại đêm tân này trằn trâu. Muốn gần trò mà trò trách móc than gian. Nhìn đâu được ta vì biến đổi hình tàn, còn thơ phú hai hàng bình đăng. Nhìn đâu được ta đâu có phải nhìn người dò căng. Nếu muốn nhìn được ta rồi đắng thắm bằng về lâu. Nhìn thấy chỉ có đôi câu thi thơ để lại trò hầu tượng chưa. Mây đã kéo anh cơn mưa đã lấp, thầy hồi cung trò gặp được nào. Quá xanh đây trở lại khúc nào. Để rồi lý rồi tao rồi nha. Mất hết thảy đâu còn ca hát. Xương cốt rồi tàn một mạc hồi quy. Đợi chờ thầy đã nữa chi. Ta về thì hiện từ khi phiên trần. Trò không biết trò ngu đần dột nát. Thầy đã về trong khí ngạt tên bay. Tạo thi thơ để cứu trần này. Không hiểu biết đem thầy đại ra ai.
Trò không hiểu trò nguyện cầu khẩn giải thầy ngồi kề gần, trò biết ai được đâu. Ta về lý đạo đôi câu vàng dài ẩn vàng nơi rừng sâu sơn đồng. Thương ba tánh giống dòng biết mấy, ta đem giống lành trồng cây cho ai, cho người xưa hưởng thật của ngài, đã biết rõ mà còn không mời không chi. Nay cơ đạo ôi thôi quyền bí, ta dặn trò nghèo trong ức cơ tỷ vàng muôn. Nay mai thế sự trời buồn, nếu trò hiểu được cội nguồn tầm phân, chỉ còn có thi văn giáo đạo, chỉ còn danh hòa hảo gian gì. Danh của ta hay rạng ánh của thầy, phải thống nhất canh chạy có một. Phải bố sơn tàu đây đường cột, ta cai trị nam đường nguyên chí ở cốt hành theo. Dù cho khổ sơ yếm nghèo, hay là lên núi qua đèo sang sông, thầy đã gầy dựng mấy rồng phụng mua, thầy đem về đây tài của cho tròn. Vậy mà trần không biết âu lo, đạo cũng mất không dò hiểu lý. Khi ta lui mà ta còn chỉ trò đắng tu, sao hỏi ta về. Về nguyên thân nguyên xác cận kề, nay ta bút ta phê rất vàng. Không nhìn đằng sau này đừng thẹn, cảnh mi rồng đừng lón len nghe không. Sau này đất nước thịnh tôn, Long Hoa ngày mở linh bồn ta ra, chừng đại hội Long Hoa trò mới biết. Thì chết hết rồi, không sống được đâu, luận lý thơ ta để đôi câu, trò cứ mãi âu sầu dài dò. Ta bảo lựa cho khéo kèo, sửa danh mộc để rồi nhờ ắt tiểu sai lầm. Vậy mà trò không chịu ghi tâm, xứng đáng đó mà tầm không thấy. Ta đã mượn bút niên mảnh giấy dạy trò lành, trò bẻ gãy dục quăng. Đạo thầy mê gió mê trăng mê lời cầu nguyện sang bằng được đâu. Ở bên ngoài hình thức câu mâu, thầy về trò đã rõ âu không trò. Nay mê đổi núi gò thể sập, thất vọng rồi mình không được gặp Như Lai. Không được gặp Phật, gặp Ngài, gặp Thầy, mắng chửi thần quái đánh liền. Ta trở lại đây, khổ sở não phiền, tạo danh nửa cuộc để diêu viên khắp trời. Quỷ ma đặt đóng người ơi, cơ thiên sắp đặt chiều mới như nào. Trời sáng suốt trăng sao soi rồi, nếu mà không sao tránh khỏi yêu ma. Ở trên thiên thượng đây mà sai ta trở lại trần gia cuối cùng. Vậy mà chúng lạnh lùng đối phó, đã thời xưa gắn bó keo sơn, con nguyện tu khổ khắc không sờn. Thầy có bỏ từng cơn như một, nay ta trở lại tìm thôi rừng cột. Trò đã biến mất đi rồi, hoài dột đằng hư. Thôi rồi phước đức ân dư, cậu ngồi tiền định tâm thư ai hoài. Thầy không có trách trò đâu, vì trò chưa tỉnh còn sai. Tu trong không có tu ngoài làm sao, thi thơ phú thầy nào dịch dẻ. Trở về đây mượn xác trẻ uy nghi, để ra cứu ích thời kỳ đây rồi phân biến biết từng khi sao trò. Thôi cố gắng đi trò, ta lo chu đáo. Mình chánh tông hòa hảo, thinh lương. Dù cho thay đổi dạng đường, quyết tâm khắc cốt tìm phương cứu trần. Quyết chí tu, dù mây dần u ám, quyết chí làm dù bụi bám mưa phong. Ta đi góp chí dài công thì là ghi dựng non sông ngày nào. Rằng tu đi, ta xuống đây để tuyển chọn ánh hào. Nạm ban của chúng ngày nào phúc tấn. Của người dọn dẹp sông trần, thầy lui trở lại ngồi gần Phật tiên. Không có đại chi cho chúng, chê điếc chê điên chê khùng chê dại thầy biến nhiều đời. Coi đi bá tánh người.